Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Buổi sáng hôm nay xin kính chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an nha. Trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay trên kênh của mình thì mình sẽ được cập nhật một số thông tin cực kỳ nóng trong cái vụ sóng gió drama tranh giành tài sản căn nhà số 5 của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Đó thì trong ngày hôm qua là một ngày mà có rất là nhiều nguồn thông tin từ câu chuyện mà chị Ni, chị Hồng Loan lên tòa, rồi tòa thụ lý hai tờ đơn của bên phía Bún Bò, từ cái tờ đơn mà hủy giấy khai sinh cũng như là giấy nhận con nuôi cũng đã khiến cho cộng đồng mạng thôi nói là có một ngày bàn tán rất là xôn xao, và cũng có nhiều cô chú anh chị cũng thực sự là lo lắng và bất an khi mà nghe nói là bên Bún Bò đang quay xe, họ lật ngược tình thế ở phút thứ 89 của chú anh chị, khiến cho rất nhiều người lo lắng ha. Và ngày hôm qua thì cũng có một số người cũng comment là chỉ trích luật sư Tiết Ngọc của chú anh chị, tại vì hôm qua luật sư Tiết Ngọc là cũng bận đi một phiên tòa khác ha. Và hôm qua thì có luật sư Trọng Ân cùng với chị Ni và chị Hồng Loan lên tòa Phú Nhuận để làm việc với các cơ quan chức năng. Đó thì trên trang cá nhân của mình, luật sư Tiết Ngọc cũng có đăng tải một cái bài viết như này quý vị. Bài viết chia sẻ, em sẽ đọc cho cả nhà nghe nha. Đáp trả là bản năng, im lặng là bản lĩnh. Người sâu sắc sẽ không đánh giá một người qua miệng một người khác. Người có trách nhiệm sẽ không nhận xét một sự việc khi họ chỉ suy đoán mà hoàn toàn không có tư cách của người trong cuộc. Người nhân dân yêu thương sẽ không công kích người đang bảo vệ quyền lợi của người mà mình đang quan tâm. Luật sư không cần xoa dịu, không cần dẫn dắt, không cần thảo mai. Luật sư chỉ chia sẻ những gì có thể chia sẻ với những người quan tâm, yêu thương. Vì đơn giản công việc của luật sư không phải là mang phơi bày tất cả hồ sơ vụ án mới chứng minh mình là người đang làm việc. Cảm ơn những cô chú bác anh chị quan tâm, lo lắng, nhắn và gửi link này kia. Luật sư chỉ ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chứ 100% luật sư không có thời gian để nghe hay đọc tham gia tương tác đâu ạ. Sáng đi tòa, chiều đi thi hành án, tối về công ty để ngồi làm việc, lo chuyện Tết tới rồi, cho sắp nhỏ tâm quan đây ạ. Hi hi hi. Đó, một cái dòng trạng thái mà mình nghĩ là luật sư Tiết Ngọc đã chia sẻ, tại vì cũng có nhiều ý kiến công kích khi mà nói trong cái ngày rất quan trọng như vậy mà luật sư Tiết Ngọc lại vắng mặt ha, không đi cùng với chị Ni và chị Hồng Loan lên tòa. Thì cái câu chuyện này hôm qua cũng nhiều anh em người ta cũng đã giải thích rồi. Luật sư thì người ta cũng đi giải quyết nhiều vụ việc chứ không phải là một mình vụ Hồng Loan đâu cô chú anh chị. Nhưng mà trước đó thì chị Tiết Ngọc hay là anh Trọng Ân là đều là những người đang tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan. Nên nếu như mà một trong hai người đi lên tòa thì cũng không sao, tại vì những luật sư này rất là giỏi và họ sẽ làm hết mình để bảo vệ chị Hồng Loan. Và nói như luật sư Tuyết Ngọc thì cũng rất là chính xác của chú anh chị, tại vì luật sư thì không cần phải lên dẫn dắt, không cần phải thảo mai, chia sẻ những cái gì có thể chia sẻ trong cái giới hạn thôi ha, chứ không thể mà mang tất cả những cái hồ sơ vụ án ra chứng minh là mình đang làm việc. Ý chỉ nói là người nhân dân yêu thương thì sẽ không công kích và bảo vệ quyền lợi của người mình đang nói đó. Thì một ngày mà mình nghĩ là cuối năm thì các luật sư cũng có rất là nhiều công việc họ hoàn thành trong thời gian trước Tết để sau đó là vui xuân đón Tết cùng với gia đình và người thân. Nên ở đây cũng có một số, hôm qua cũng có một số kênh YouTube là cũng lên công kích bên phía chị luật sư Tiết Ngọc. Thì mình nghĩ đâu đó là chị luật sư thì cũng sẽ hơi thất vọng một tí, hơi buồn tí, nhưng mà cũng không sao. Quan trọng là chị Ni, chị Hồng Loan cũng thông cảm và hiểu cho chị luật sư Tuyết Ngọc thôi. Và trong buổi tối ngày hôm qua, chị Ni cũng có một cái buổi live stream để chia sẻ đến cả nhà những cái thông tin về cái buổi làm việc ngày hôm qua. Tất nhiên là những cái tin vui của chú anh chị, và ngay cả Bùm Bùm và Thành Mỹ nữa cũng trong cái buổi live stream bán hàng hôm qua thì cũng có chia sẻ nhiều về câu chuyện mà xin hòa giải với bên kia. Và Bùm Bùm và Thành Mỹ cũng nắm được rất nhiều những cái bí mật của bên phía bà Bún Bò cũng như là cô cháu gái ha.
tại vì cũng có thời gian chung sống với nhau mà. Và hai người cũng đồng thời khẳng định là bên kia họ rất là ghê gớm, họ động cơ mưu mô, không bao giờ mà có câu chuyện hòa giải đây, và cả hai người đều không đồng ý hòa giải nha. Mọi việc là phải nhờ bên phía luật pháp, bên tòa án luật sư cần phải phân minh rõ ràng để lấy lại cái danh dự, cái nhân phẩm cho chị Hồng Loan, chứ không thể mà nói đây là họ lên xúc phạm chị Hồng Loan xong rồi bây giờ nói là hòa giải. Đó, tối hôm qua mình thấy có cả chị Loan cũng có like luôn chứ chị, ai cũng like, cả chị Ni cũng có like. Chị Ni like rất là dài ha, và nhận được rất nhiều những cái comment của cô chú bác đó. Đó, trên cái buổi live stream của mình thì chị Ni cũng đã lên tiếng để bảo vệ luật sư Tiết Ngọc, cũng như là chia sẻ những cái việc mà chị Ni rất là thấu hiểu luật sư Tiết Ngọc nha. Cũng như là chị Ni cũng đã từng nói là luật sư Tiết Ngọc là chịu án dân sự, còn luật sư Kha là sẽ là bên án hình sự, nên chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được thôi, còn nhiều khán giả ở ngoài là bị công kích bởi bên kia nên có sự hiểu lầm. Sau đây xin mời cả nhà cùng nghe một cái đoạn chia sẻ của chị Ni trong cái phiên livestream tối hôm qua nha. Và mọi người biết tại sao mà cho Ni xin phép chưa bao giờ Ni nói chị Ngọc trên livestream này. Chị Ngọc là về án dân sự, anh Kha là về án hình sự, hai người khác nhau. Cho nên mọi người đừng đem ra so sánh rất là khập khiễng. Và người hiểu rõ cách làm việc của luật sư Ngọc không ai khác chính là Ni. Bởi vì sao? Tất cả giấy tờ pháp lý đi đến từng nơi từng chỗ, Ni là người đồng hành với chị Ngọc, và Ni đọc từng chữ, từng hành động, thấy được từng hành động, thấy được cái sự tận tụy của chị Ngọc, thì có gì đâu mà Ni phải thắc mắc. Cả vì anh Kha thì có gì đâu là Ni phải thắc mắc. Nhưng tại sao mà mọi người nâng người này đổ người kia là Ni biết những thành phần nào rồi. Và mong mọi người, những người thật việc thật, những anh chị yêu thương thật lòng, chúng ta cùng chí hướng, anh chị sáng suốt, đừng có để những comment dẫn dắt, những comment đẩy mình đi sai hướng, để một ngày cảm giác mình áy náy. Ni rất là cảm giác là sáng nay á, thì Ni không có trách ai, Ni cũng không có quyền để mà đánh đồng cái việc là tại sao người này lên tiếng về chị Ngọc. Không phải, tại vì á, Ni nhìn về những cái hành động họ làm cho Loan, thậm chí là bảo vệ Ni luôn, quá nhiều. Thì ví dụ ngày hôm nay họ hiểu lầm một tí cũng không thể nào, họ làm sai một tí mình đánh giá để mình quên hết những công ơn trước đây họ từng ủng hộ, họ từng giúp đỡ mình. Có sợ là hiểu lầm đó mọi người, chứ không phải là sai nha, Ni xin lỗi. Có thể là hiểu lầm để rồi có những phát ngôn, để rồi có những phân tích đi lệch hướng. Chứ còn thật sự tới ngày hôm nay mọi người cũng biết rồi, Ni chưa bao giờ Ni nói chị Ngọc trên livestream, và cũng chưa bao giờ Ni khen anh Kha trên livestream. Còn đó, sự việc còn đó, Ni đã từng nói rồi mà, những người có công rất lớn, cái sự tận tụy không phải là Ni mà là luật sư. Mọi người biết rồi, lên cơ quan chức năng làm giấy tờ mình nè, cái người bình thường nè, mình lên cơ quan mình làm việc mình đã mệt rồi không, đừng nói là luật sư áp lực từ dư luận nữa. Công việc của họ làm biết là Loan đó, Loan đầy đủ cơ sở pháp lý đó, đầy đủ giấy tờ đó, đầy đủ căn cứ đó, nhưng áp lực từ dư luận kịch liệt lớn như mọi người, làm sao mà không áp lực được. Đó, cô chú anh chị bác anh chị vừa nghe một cái đoạn trong cái phiên livestream tối hôm qua của chị Ni, để mọi người hiểu hơn về cái tinh thần trách nhiệm và ý thức của luật sư Tiết Ngọc như luật sư Kha. Tại vì chị Ni nói là bên kia có khi là dẫn dắt, nên khiến cho một số cô chú anh chị chúng ta là có cái suy nghĩ khác về các luật sư nha. Thì buổi sáng hôm nay em xin cập nhật những cái thông tin rất mới và nóng trên tất cả hội nhóm, và có thông tin nào mới hơn thì em sẽ lên các cái video sau nha. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại các video tiếp theo.